ngày ấy cũng thêm lên những mười mấy năm. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, đầu tiên cho phép tôi thay mặt anh chị em diễn viên nhạc công đội văn nghệ xã Hồng An xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, rất vinh dự cho đội văn nghệ xã Hồng An hôm nay được về phục vụ văn nghệ chào mừng đại hội thanh niên xung phong của xã Hồng An. Để mở đầu chương trình văn nghệ là màn múa hát lời ca mừng Đảng mừng Xuân theo điệu Đò Đưa soạn giả Mai Văn Lạc do tốt lữ và dàn nhạc dân tộc thể hiện. Sau đây tiết mục xin phép được bắt đầu. Thank you.
Du Xuân do Tốt Tính biểu diễn.